Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Nhận được lời yêu cầu từ nhiều anh em, hôm nay tôi sẽ làm một chủ đề tiếp tục về gai. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách block chặn bóng bằng gai phản xoáy rất cơ bản và cực kỳ đơn giản dễ hiểu. Các bạn cần một đối tác hoặc là cần một người họ có thể giật đều qua gai của các bạn để các bạn tập cái kỹ thuật này thật là dễ dàng ha. Là khi tiếp xúc bóng á, là các bạn nhớ là các bạn không cần chờ nhiều. Lúc này á, cái bước đầu tiên cơ bản này các bạn phải hoàn toàn là thả lỏng ha. Là các bạn canh bóng nó vừa nãy lên, nhớ là các bạn phải đứng 90 độ nha. Khi các bạn block bằng gai, các bạn nghiêng cái mặt vợt lăn trên đầu bóng là nó sẽ dễ bị tuột xuống lưới. Trạng thái của các bạn khi làm quen với kỹ thuật này là cơ thể chúng ta hoàn toàn thả lỏng và mềm mại giống như tấm vải ha, thì các bạn sẽ kiểm soát được cái quả bóng tốt. Sau khi đã quen với cái cảm giác là block chặn bóng gai phản xoáy cơ bản thì lúc này các bạn là có thể tập thêm hai cái kỹ thuật là cũng chuyển trọng tâm như vậy ha. Khi vào bóng thì các bạn lúc tiếp xúc á, có thể cứng chắc cái bàn tay, thì các bạn hình dung như là cái bức tường. Chúng ta khi chúng ta cứng thì quả bóng nó sẽ tự động nó dội lại rất nhanh và nó tạo cái độ lao chuỗi gây khó khăn cho đối phương. Và cái cách thứ hai ha, thì các bạn có thể là ứng dụng cái nguyên lý là hãm phanh giống như là khi các bạn là dùng mút ha. Thì lúc này á, cái chuyển động của chúng ta khi trái bóng qua là các bạn chuyển trọng tâm đến, lúc bóng lên các bạn nhớ là để sát cái quả bóng ha, và sau đó là chúng ta nắm quả bóng, chúng ta hơi lùi nhẹ về phía sau để chúng ta tạo cho cái quả bóng nó đứng ngắn ở ngay ở trên bàn, gây khó khăn rất nhiều, làm đối phương không tấn công được. Thì các bạn hình dung lúc này chúng ta cần là mềm, bóp nhanh. Khi các bạn dùng gai phản xoáy thì khi đối phương họ tấn công, họ giật xoáy lên thì khi bạn chạm bóng là bóng nó đã tự phản xoáy trở thành bóng xoáy xuống nặng hay chuỗi. Nếu các bạn muốn phát triển tốt hơn, các bạn chỉ cần là biến hóa là lúc hãm lại lúc cứng như bức tường, thì lúc đó thì chắc chắn các bạn sẽ gây khó khăn nhiều hơn cho đối phương. Nếu các bạn thấy hay, xin đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Và nếu các bạn cần tôi tư vấn về dụng cụ bóng bàn hay các bài tập về bóng bàn, các bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại, inbox với tôi qua Zalo, Facebook hoặc Viber thì tôi sẽ hồi âm các bạn. Và tôi cũng mong các bạn thông cảm vì lịch training của tôi rất là dày đặc nên tôi sẽ hồi âm các bạn trễ, nhưng chắc chắn tôi sẽ hồi âm các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.